Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, phàm phu như chúng con thì tu hành có những người mới tu, có những người tu hành được 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là lâu lâu hơn nữa, thì phàm phu chúng con nghĩ rằng là rất là hãnh diện với cái việc tu hành đó và yên tâm với việc tu hành như vậy. Nhưng chư Phật, chư Tổ có dạy rằng là nghiệp chướng của chúng sinh thì bất khả tư nghì. Tuy là tu hành bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cũng không ăn thua gì so với nghiệp chướng cao vời vợi cả. Lúc lâm chung thì ý niệm cuối cùng quyết định cảnh giới tương lai. Nếu mà không tự tại trước bệnh khổ, nghĩ rằng người niệm Phật có thể là bị bệnh nhưng không bao giờ bị căn bệnh đau nhức hành hạ. Không biết rằng chúng con nghĩ như vậy có đúng không toàn thể đại chúng ạ? Nếu mà đúng thì các cô bác giơ tay, mà nếu không đúng thì các cô bác chéo tay lại ạ. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Đã, chủ đề của chúng con ngày hôm nay là vấn đề tự tại trước bệnh khổ, và câu câu tiếp theo là người niệm Phật thì có thể bị bệnh nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhức. Theo quý vị là đúng hay là sai ạ? Nếu mà đúng thì các quý vị giơ cao cánh tay, mà sai thì chéo cánh tay lại ạ. A Di Đà Phật. Là một tràng pháo tay thật lớn cho việc tu học rất là tuyệt vời của các cô bác. Và ngày hôm nay con cũng kính thỉnh Thầy Âm Tịnh Hải từ bi vì chúng con giảng nói để chúng con hiểu được hơn nữa và chúng con nỗ lực hơn nữa trên con đường tu hành đầy đầy là chông gai, nhưng mà chúng con vẫn quyết lòng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô MC Diệu An. Xin chào chào. Kính bạch trên chư tôn tiền đức quang lâm chứng minh, kính cùng các ba các má, chư vị đồng tu khắp nơi trên đường Zoom này. Tự tại trước bệnh khổ có nhiều nghĩa lắm đấy. Nếu là chư vị Bồ Tát thì hiện thì các ngài có cái tự tại của các ngài. Người niệm Phật chúng ta thành tâm tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng có thể tự tại trước bệnh khổ. Những cái tự tại của chúng ta khác với các ngài. Khác ở chỗ nào đây? Thì cái câu B này chúng ta có thể vạch ra vấn đề khác đó. Người niệm Phật có thể bị bệnh, đúng không chư vị? Đúng. Đúng đấy. Nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhức, đúng hay sai chư vị? Sai. Sai. Như vậy thì nói chung là người niệm Phật có thể bị bệnh nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhức là sai chứ không đúng. Đúng có nghĩa là sai, sai chứ không phải đúng. Xin thưa với chư vị, nếu chúng ta là hàng thượng căn thượng trí, là những vị từ trên cõi Tây Phương Cực Lạc xuống đây vì chúng sanh làm đạo, thì các ngài có cái tự tại trước bệnh khổ. Một là các ngài không có bệnh, hai là bây giờ có giá gì giá nữa thì cũng chẳng làm sao mà có thể động được tâm các ngài, vì thực sự các ngài không bao giờ chịu một chút cái bệnh khổ nào. Còn riêng chúng ta thì bắt nguồn từ trong lục đạo luân hồi, mà muốn về Tây Phương Cực Lạc với các ngài, chắc chắn chúng ta phải thọ hưởng những cái nghiệp báo mà chúng ta đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Chư vị ơi, chắc chắn mỗi người chúng ta đều bị bệnh, mà đây là bệnh thật chứ không phải là bệnh bệnh giả. Con nói như vậy đúng không thầy Pháp Hòa? Dạ
Thưa với chư vị là tất cả chúng ta sẽ có bệnh thật chứ không phải là bệnh giả. Trong cái bệnh thật này chắc chắn chúng ta thực sự bị nghiệp khổ dày vò đến nỗi mà thân bất an đã đành. Nhiều khi tâm hồn của chúng ta cũng bất an, không an tịnh được đấy. Con bạch với chư thầy. Nhưng chắc chắn trong những lần đi hộ niệm, chư vị có thể nhìn những người bị bệnh đau đớn như vậy mà họ lại mỉm cười ra đi đó bạch thầy. Thực ra thì chư vị ơi, nếu căn bệnh này mà nó đến với ta mà cái tâm hồn chúng ta điên đảo, trừ căn chúng ta tan hoại, chúng ta không còn tự chủ gì nữa, thì xin thưa với chư thầy cùng chư vị, không cách nào có thể chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Ấn Tổ nói là một người phàm phu tội chướng sâu nặng, khi đối diện với cộng tử nghiệp, thân chúng ta thì bị dày vò bởi bệnh khổ, tâm chúng ta thì bị hỗn loạn bởi những cảnh của oán thần trái chủ trả thù đòi nợ, làm cho chư căn chúng ta tán hoại. Vì cái tán hoại như vậy, thân thể đau nhức như vậy, chúng ta không còn cách nào có thể niệm được câu A Di Đà Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà Ấn Tổ dạy, nếu không có nhờ hộ niệm giúp đỡ thì phàm phu chúng ta đành phải chấp nhận là chịu nô lệ cho nghiệp chướng, nghĩa là chúng ta hãy giơ tay lên để cho nghiệp chướng còng lại, mà muốn kéo đi đâu kéo chứ vậy. Ấy thế mà xin thưa với chư thầy, có những người bệnh chướng mà mình nhìn vào thấy kinh hoàng luôn, mình nghĩ không thể nào mà người ta tưởng tượng được. Ấy thế mà người ta được hộ niệm lại vãng sanh bất khả tư nghị. Con xin đưa ra cho chư thầy cùng tất cả chư vị đồng tu biết là cách đây không mấy ngày, hình như là cỡ 4 ngày, chính Tịnh Hải này có tham gia nhìn một người trước khi xả bỏ thân xác bị bệnh ung thư vú mà di căn qua đến các cơ quan khác mà lồng ngực mở mở bung ra chứ vậy. Mình nhìn thấy từng cái xơ thịt, từng cái khối mỡ, từng cái lòng, cái ruột bung ra bên ngoài như vậy. Chứ vị nghĩ coi cái cảnh khổ này làm sao mà chúng ta chịu nổi. Chư Tổ nói là khi ra đi chúng ta đau nhức giống như con rùa đang sống mà bị người ta gỡ cái mai ra. Mà cái người đang sống đấy không phải là con rùa cho nên không có cái mai, nhưng mà cái bụng đã mở bung ra đến nỗi từng cái xương sườn nó lóng chen với cái khối mỡ, khối thịt trong cái người của người này bung ra chứ vậy. Mình nhìn thấy mình còn hình như đau hơn là con rùa đang một lột cái mai nữa đấy. Ấy thế mà cái vị này, tức là vị Phật tử Trơn Phước, được hộ niệm, được nhắc nhở, được khuyến tấn, và vị này đã quyết tâm niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Chư vị ơi, từng đấy, chư vị nhìn đi, đây là cái vị gọi là Trơn Phước vừa vãng sanh cách đây mấy hôm nay. Lúc đó vẫn còn ở Việt Nam, chư vị nghĩ coi. Ung thư đến nỗi mà cái lồng ngực
cũng muốn bung ra đấy chư vị. Bao nhiêu khối mỡ thì xương trong bung ra đấy, đau hơn còn hơn con rùa lột cái mai. Nhưng vị này là một vị đi hộ niệm cho người ta, biết được cảnh giới đau đớn lúc ra đi, đã từng khai thị hướng dẫn cho người ta niệm Phật vãng sanh, và sau cùng đem tất cả những cái vốn liếng mà mình đi hộ niệm người ta thực hiện ngay trên cơ thể của mình. Và chắc chắn vị này cũng được chư vị đến hộ niệm nhắc nhở và niệm Phật ra đi sau 12 tiếng đồng hồ, mặt mỉm cười tươi rói, thân tướng đẹp vô cùng. Chư vị ơi, cũng là một cái bệnh khổ, nhưng có người chịu đựng không được. Cũng là một người có bệnh khổ, nhưng cái bệnh khổ đó dẫu hành hạ đau đớn tới đâu, người ta quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Chư vị, làm sao một cái cảnh đau khổ như vậy mà người này lại mỉm cười ra đi? Xin bạch với chư thầy, chính là cái lòng trí thành trí kính niệm A Di Đà Phật tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, được Phật lực gia trì, được chư Bồ Tát phóng quang gia hộ, được chư Thiên Long hộ pháp ẩn thân gia trì từ đầu chí đuôi, nên người này đã niệm câu A Di Đà Phật đến hơi thở cuối cùng và mỉm cười buông hơi thở ra đi, chịu một cơn đau khổ cuối cùng trong cuộc đời, coi như bắt đầu từ đấy chấm dứt mọi cảnh khổ đau. Bắt đầu từ đấy, vị này đi làm Phật rồi. Cho nên mong chư vị hiểu cho, không biết đâu là phước, đâu là huệ. Người nào vững tin pháp niệm Phật, quyết chí niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, đã chuyển hóa tất cả cảnh khổ đau thành cảnh an vui cực lạc, chuyển cảnh ta bà này thành cảnh Tây Phương Cực Lạc, nhẹ nhàng buông thân xác xuống, rời khỏi cảnh khổ nạn này, trở về Tây Phương thành Phật. Nhìn những hình ảnh này, cúi mong tất cả các ba, các má, các ông, các bà, các cha, các mẹ tin tưởng vững vàng đi nhé. Niềm tin này giúp cho chư vị vượt qua cảnh khổ. Niềm tin này giúp cho chư vị trở về Tây Phương thành đạo. Tương lai chư vị đem cái niềm tin này mà giúp cho chúng sanh cùng nhau tin câu A Di Đà Phật, cùng trở về Tây Phương, cùng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.